với cả các em. Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tiết học nữa trong khóa học chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC cùng với cô Mai Phương. Và tiết học ngày hôm nay của chúng ta mình sẽ cùng học một phần rất khó, có thể nói là phần khó nhất trong bài thi TOEIC, đó chính là phần kỹ năng nghe TOEIC Part 4. Nào, phần Part 4 thì chúng ta sẽ phải xử lý với những dạng bài nói ngắn, short talk. Bài nói ngắn có nghĩa là như thế nào? Bài nói ngắn này có nghĩa rằng là người ta sẽ đưa cho chúng ta một cái bài nói và chúng ta sẽ phải trả lời các câu hỏi liên quan đến bài nói đó. Vậy tại sao lại khó? Cái khó ở đây đó là thứ nhất, đó là bạn dạng bài nói này là một cái dạng bài mà người ta nói khá là nhanh. Tốc độ nói của part 4 so với part 3 thì sẽ tăng hơn, có lẽ là phải lên đến tầm 130, 120 cho đến 140%. Hẳn trả nó nhanh hơn. Hay nói cách khác tức là cùng một cái thời gian nhé, cùng một cái thời gian nói part 3 và part 4 ấy, thì phần part 4 nói được nhiều hơn, có nghĩa là cái tốc độ nói của phần part 4 là sẽ nhanh hơn. Thứ hai, đó là bài short talk này của chúng ta chỉ có một người nói duy nhất thôi, và vì thế nên chúng ta không thể dựa được vào cái ý là người này nói để nói với người kia rồi có những cái câu gọi là những cái câu hàm ý gì đó để mình có thể dễ đoán được tình huống hai người nói chuyện với nhau. Nhưng mà ở đây chỉ có một người nói duy nhất thôi, và vì thế nên là mình phải chịu khó phải tập nghe nhiều lên, nếu không mình miss thông tin thì mình rất khó có thể đoán được. Và một cái điểm tiếp theo nữa đó là ở phần part 4 này trong bài thi TOEIC new format mà chúng ta đang học, những cái tiết học là liên quan đến bài thi TOEIC new format, thì new format lại còn khó hơn so với lại là những cái bài thi format cũ. Ở bài thi new format này thì chúng ta sẽ có 3 bài là các bài mà sẽ có thêm các cái bảng biểu. Với những cái bảng biểu này mình cũng sẽ phải vừa nghe này, lại vừa phải nghĩ này. Đấy, khổ thế, vừa nghe vừa nghĩ. Thế xong rồi lại phải hiểu tình huống, xong rồi lại còn phải hiểu cả cái thông tin người ta đưa ra nữa. Vì thế phần này có thể nói là một phần vô cùng khó trong bài thi TOEIC new format. Mà lại cũng không quá lo lắng. Tại vì khi các bạn và các em học cùng với cô Mai Phương đấy, thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cách rất là chi tiết, cụ thể cái cách làm sao để mình có thể hack được cái phần part 4 bài thi TOEIC này. Có một cái điểm cần mà chúng ta không cần phải quá lo lắng, ấy là gì? Ấy là nếu như chúng ta cứ luyện tập kỹ những cái dạng thường gặp đi và quen với cái kiểu ra đề của nó, thì cái việc mà chúng ta có thể đạt điểm số cao ở phần nghe là hoàn toàn có thể. Mình chỉ cần quen với cái dạng thức ra đề của nó, cái kiểu ra đề của nó, các cái mô típ của nó, hay là các cái từ vựng của nó, hay các cái tình huống thường hay gặp của nó, là đi thi nó cũng chỉ tương tự như vậy thôi. Và vì thế nên chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Đấy, TOEIC rất khó, nhưng tuy nhiên nếu như đã ôn thì cái khả năng được điểm số cao không hề khó. Ok nhá. Còn IELTS lại khó theo một cái kiểu, đó là nó rất khó. Và mình học xong một đằng nhưng mà đi thi có khi lại vẫn là một cái nẻo khác mà không ai có thể đoán trước được là nó là như thế nào. Và vì thế nên là IELTS nó còn rất là khó, bởi vì nó unpredictable, không thể đoán được. Nhưng mà TOEIC thì chúng ta predictable. Nó khó ở một cái level nào đó mà chúng ta chỉ cần học nhiều, đủ nhiều là chúng ta sẽ đạt được. Và vì thế nên đây chính là một cái lời khuyên của cô Phương ấy, hướng dẫn cho các em trước khi các em đến với cái phần part 4 rất khó này. Đó là gì? Phần này rất khó, nhưng nó các em cứ luyện tập đến một lúc nào đó thì các em cũng sẽ nghe được hết tất cả các câu của phần part 4 này. Tất nhiên nó sẽ mất thời gian một chút, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể luyện để đạt được điểm tối đa của cái phần nghe này. Đã có rất là nhiều bạn học sinh của Mai Phương đạt được điểm tối đa của cái phần nghe này rồi. Vì thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Ok nhá. Ok. Vậy thì trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học những cái mẹo này, rồi một số những cái từ vựng thuộc về chủ đề at the office, ở văn phòng, và thuộc về nội dung part 4, short talk trong bài thi TOEIC new format. Vậy trước hết ấy, thì cô muốn đưa chúng ta một số những cái từ vựng mà chúng ta sẽ gặp phải trong tiết học ngày hôm nay. Từ đầu tiên, negotiate contracts. Từ này có nghĩa là thương thảo, đúng không? Contract là hợp đồng, mình rồi negotiate là mình thương lượng, mình thương thảo, đúng không? Danh từ của negotiate đó là negotiations. Tiếp theo, be scheduled to begin, tức là được nên lên lịch là sẽ bắt đầu vào lúc mấy giờ. Ví dụ như cái buổi họp phải được lên lịch là sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều chẳng hạn, đúng không? Be scheduled to begin. Từ tiếp theo, parking fee. Chúng ta bỏ ra chữ L cao đi nhá. Parking fee ở đây có nghĩa là phí đậu xe. Tiếp theo chúng ta có từ strategy, có nghĩa là chiến lược. Staffing có
Có nghĩa là việc quản lý nhân viên. Chúng ta biết rằng là staff là nhân viên và nhân sự đúng không? Thì staffing là danh từ việc quản lý nhân viên. Tiếp theo, double the number of contracts, tức là gấp đôi cái số lượng hợp đồng. Hire additional employees, tức là thuê thêm nhân viên. Hire là thuê nhé, và employees là nhân viên. Additional nghĩa là tính từ thêm, thuê nhân sự thêm. Nào, đối với người chúng ta dùng động từ hire. Còn đối với ví dụ như là thuê các cái cửa hàng hay là thuê nhà, mình dùng từ rent đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có từ meet the qualifications. Từ meet lúc này đừng dịch là gặp, mà hãy dịch là có thể đạt được một cái tiêu chuẩn về bằng cấp nào đó, hoặc là đạt được một cái yêu cầu nào đó. Được chưa? Ok. Tiếp theo chúng ta có từ, một cái cụm luôn nhé, một cụm mà mình sẽ gặp rất là nhiều trong TOEIC, đó chính là at your earliest convenience. Cái này mình có thể dùng trong cả văn viết nữa, có nghĩa là thời điểm sớm nhất có thể mà thuận tiện với bạn. Convenience là sự thuận tiện, và earliest có nghĩa là sớm nhất, tức là ở một cái sự thuận tiện mà sớm nhất có thể. Và nó là một cụm rồi. Ok nhá. Tiếp theo, sales results là doanh số bán hàng, kết quả bán hàng. Exceed the goal, exceed là vượt quá nhá, vượt quá cái mục tiêu đúng không ạ? Vượt quá cái mục tiêu bán hàng chẳng hạn. Exceed the goal. Chúng ta còn có vượt quá tốc độ lái xe, exceed the driving speed, đúng không? Vượt quá cái tốc độ. Ok, biggest rival là đối thủ lớn nhất. Cái từ này là từ đối thủ này, địch thủ, rival. Ok. Tiếp theo, keep up with, tức là theo kịp với, đúng không? Theo kịp được với cái tiến độ hay là theo kịp được với ai. Reminder, nhắc nhở. The company guidelines for travel, tức là những cái hướng dẫn của công ty liên quan đến cái việc là đi đi lại du lịch hoặc là công tác. Make a reservation, tức là đặt chỗ. Receive a reimbursement, tức là nhận được một cái tiền bồi hoàn. Tiền bồi hoàn, reimbursement có nghĩa là gì? Tiền bồi hoàn có nghĩa là ví dụ như khi chúng ta đi công tác, đúng không ạ? Ở các công ty mình đi công tác đấy, thì khi về mình sẽ được bồi hoàn cho những cái khoản tiền mà chi cho việc đi lại này, để ăn uống hay là ở ở cái cho cái công việc công tác đó, nên gọi là bồi hoàn, reimbursement. Ok, nào chúng ta sẽ cùng đọc lại với cô tất cả những từ sau đây nhé. Negotiate contracts. Be scheduled to begin. Parking fee. Strategy. Staffing. Double the number of contracts. Hire additional employees. Meet the qualifications. At your earliest convenience. Sales results. Exceed the goal. Biggest rival. Keep up with. Reminder. The company guidelines for travel. Make a reservation. Receive a reimbursement. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đến với cái bài luyện nghe đầu tiên các em nhé. Ở cái bài luyện nghe đầu tiên này thì cái phương pháp mà cô hướng dẫn các em trong cái việc luyện nghe part 4 đó là mình sẽ học từng bài theo các bước như sau. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ luyện nghe đục lỗ. Luyện nghe đục lỗ trong một vài bài mình sẽ luyện nghe đục lỗ. Đây chính là một cái bài luyện nghe đục lỗ mà bây giờ các em sẽ làm ngay giúp cô này. Chúng ta sẽ luyện nghe đục lỗ xong rồi sau đó chúng ta sẽ tập dịch toàn bộ những cái bài này ra tiếng Việt, học từ vựng, và sau đó thì chúng ta sẽ nghe cái bài hội thoại trả lời câu hỏi, nghe cái bài nói nghe này trả lời câu hỏi, được chưa? Để mình có thể làm quen với nhiều những cái tình huống của phần part 4 này, cũng như là các cái từ vựng thường hay gặp trong cái chủ đề này. Mình làm một vài bài mình có cái kiến thức rồi, mình có cái từ vựng rồi, mình quen rồi đấy, thì các em sẽ chuyển sang phần luyện tập. Ok ha. Nào bây giờ với bài đầu tiên thì chúng ta hãy dành thời gian nghe đục lỗ giúp cô cái bài nghe sau đây. Questions 86 through 88 refer to the following announcement. Welcome to this morning's seminar for freelance writers. Today we'll be discussing strategies for negotiating contracts between you and your publisher. I know some people are still on their way, but another conference is scheduled to begin here at 1 o'clock, so let's go over some administrative details. As you know, the parking fee was included in your registration, so I have passes for everyone. I'll come around and hand those out now. Just show it to the attendant on your way out and you won't be charged. Chúng ta cùng chữa bài các em nhé. Trong đầu tiên của chúng ta đó là từ seminar.
Có nghĩa là xin chào mừng mọi người tới cái seminar của cái buổi sáng ngày hôm nay. Đấy, một cái hội thảo đúng nhỉ? Đấy, cho những cái nhà viết văn mà gọi là tự do, freelance writers đúng không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận một cái chiến lược cho cái việc là thương thảo hợp đồng. Okay, discussing strategies for negotiating contracts. Tiếp tục nhé. Câu số 4. Another conference is scheduled to begin here at 1 o'clock. Là có một cái hội thảo khác được lên kế hoạch là sẽ bắt đầu ở đây vào lúc 1 giờ. So let's go over some administrative details. Vì thế chúng ta hãy xem xét một vài những cái chi tiết về gọi là về hành chính. As you know, the parking fee was included in your registration. Mọi người đều biết rằng là cái phí đậu xe thì nằm cùng kèm cùng với cái việc đăng ký của mọi người. Vì thế là tôi đang có cái thẻ passes, là những cái thẻ nhé, cho tất cả mọi người. Bây giờ tôi sẽ đi một vòng đúng không? Và sẽ phát tay những cái thẻ này ngay bây giờ. Và chỉ cần là hãy trình những cái thẻ này cho cái người coi sóc ấy, trên cái đường bạn đi ra ngoài, và bạn sẽ không bị tính tiền. Ok nhá. Cô dịch lại một chút nè. Xin chào mừng mọi người đến cái seminar của buổi sáng ngày hôm nay cho những cái người viết văn tự do. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận những cái chiến lược cho việc thương thảo hợp đồng. Hay mình bỏ ơ đi nhá. Những cái chiến lược cho việc thương thảo hợp đồng giữa bạn và cái nhà xuất bản của bạn. Tôi biết là một vài người vẫn còn đang trên đường đi, nhưng lại có một cái hội thảo khác thì được lên kế hoạch là sẽ bắt đầu ở đây vào lúc 1 giờ. Vì thế nên chúng ta hãy xem xét một vài những cái chi tiết về hành chính trước. Như bạn biết đấy, phí đậu xe thì có bao gồm trong cái việc đăng ký của bạn. Vì thế nên là tôi đã có cái thẻ cho tất cả mọi người. Bây giờ tôi sẽ đi một vòng và phát những cái thẻ này cho các bạn ngay bây giờ. Và hãy giơ những cái thẻ này cho cái người coi sóc trên đường đi ra ngoài, và bạn sẽ không bị tính phí. Nào, bây giờ mình sẽ cùng lại xem cái phần dịch một lần nữa các em nhé. Hãy xem này, nghe lại này, và xem phần dịch này. Và các em hãy nhớ luôn những cái từ vựng mà chúng ta có thể học được qua cái bài nói này nhé. Questions 86 through 88 refer to the following announcement. Welcome to this morning's seminar for freelance writers. Today we'll be discussing strategies for negotiating contracts between you and your publisher. I know some people are still on their way, but another conference is scheduled to begin here at 1 o'clock, so let's go over some administrative details. As you know, the parking fee was included in your registration, so I have passes for everyone. I'll come around and hand those out now. Just show it to the attendant on your way out and you won't be charged. Ok, bây giờ đến cái bước thứ 3, step 3. Nào, bước thứ 3 của cái bài này chúng ta sẽ nghe và trả lời các câu hỏi sau đây. Chúng ta có 3 câu hỏi. 3 câu hỏi này liên quan đến cái bài nghe vừa rồi. Và nếu mà chúng ta còn nhớ là nhớ chi tiết cái câu hỏi của mình rồi đấy, đúng không? Mình có thể nhớ chi tiết của cái bài vừa rồi mình vừa mới nghe xong. Nhưng bây giờ hãy nghe và trả lời 3 câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, đó là những người nghe ở đây có khả năng nhất là ai? Nào, hết sức lưu ý giúp cô Phư ở đây là gì? Những cái người nghe này có khả năng nhất là ai? Đây là một kiểu câu rất hay thi trong TOEIC Part 4. Bởi vì khi mà người ta nói ra một bài đấy, thì mình phải hiểu được là người này có thể là ai, đúng không? Tại sao người ta lại nói cái bài này? Nó là một cái câu hỏi gọi là cái ý chính của bài ấy. Khi mình nắm được ý chính, mình sẽ biết rằng là người này nói về cái gì. Và vì thế mình biết được là người này là ai, và cũng có thể biết được luôn là họ có thể đang ở đâu, hoặc cái bài nói này là nó ở đâu, đúng không ạ? Thì cái câu mà có cái từ most likely này là có khả năng nhất. Thì với câu này ấy, chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta sẽ không nghe được cái ý này ở trong bài. Nhưng chẳng ai nói rằng các bạn ơi, tôi chính là một luật sư đây, bạn chọn B đi, đúng không ạ? Không bao giờ có cái câu như thế. Một khi người ta đã hỏi rằng là người nói hoặc người nghe ở đây có khả năng nhất là ai nhá, thì mình phải đoán, tức là mình phải hiểu bài thì mình mới đoán được. Mình biết được là cái người này là ai, đang làm gì, và cũng sẽ biết được ngay là cái người nghe này có thể là ai và sẽ là cái người làm gì, đúng không ạ? Ok, câu số 2. Đây là một cái câu hỏi mà mình sẽ gặp rất là nhiều trong TOEIC New Format với phần Part 3 và phần Part 4. Đó là
cái người nói có ý gì khi nói cái câu này. Một cái hội thảo khác sẽ được lên kế hoạch là bắt đầu ở đây vào lúc 1 giờ. Nói câu này là nhằm ý gì? Đấy, thì chúng ta sẽ phải đọc những cái đáp án này và lựa chọn nhé. Và câu số 3 đó là người nói sẽ phát cái gì cho người nghe. Có thể là đúng rất nhiều câu bây giờ rồi vì chúng ta đã vừa mới nghe bài xong, nhưng bây giờ hãy nghe lại một lần nữa và lựa chọn đáp án đúng cho 3 câu vừa rồi giúp cô nhé. Questions 86 through 88 refer to the following announcement. Welcome to this morning's seminar for freelance writers. Today we'll be discussing strategies for negotiating contracts between you and your publisher. I know some people are still on their way, but another conference is scheduled to begin here at 1 o'clock, so let's go over some administrative details. As you know, the parking fee was included in your registration, so I have passes for everyone. I'll come around and hand those out now. Just show it to the attendant on your way out and you won't be charged. Number 86. Who most likely are the listeners? Number 87. What does the speaker mean when he says, Another conference is scheduled to begin here at 1 o'clock. Number 88. What will the speaker distribute to the listeners? Chúng ta cùng chữa bài ạ. Bài này thì là cái người nói họ đang bắt đầu một cái seminar cho những cái nhà viết văn tự do, freelance writers. Vì thế đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C, đúng chưa? Đấy, người nghe ở đây sẽ là những cái nhà viết văn. Và câu hỏi số 2, khi mà nói rằng là sẽ có một cái hội thảo khác bắt đầu ở đây vào lúc 1 giờ thì ý là cái người này ấy đang muốn bắt đầu ngay, đúng không ạ? He wants to start the session now. Đáp án B là ông ấy đang giới thiệu một cái sự kiện khác thì không phải. Đáp án C là một cái bài thuyết trình sẽ cần phải bị hủy, cũng không phải. Và đáp án D đó là cái phòng này cần phải được lau dọn thì cũng không phải. Thấy không? Không hề khó đúng không? Khi chúng ta mới học ấy thì rất nhiều người hù dọa chúng ta rất là khó. Câu này có gì khó? Không. Chúng ta đọc cái câu này nghe rất ghê, đúng không? Nhưng khi làm và chọn đáp án A thì đương nhiên là đúng rồi, B, C, D đâu có đúng đâu, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì TOEIC không khó, không quá khó. Chỉ có điều mình phải quen với cái kiểu của nó, mình nắm bắt được nhanh cái chủ đề của nó là mình sẽ làm được. Câu này chẳng nhẽ không chọn được A, đúng không? Ok nhá. Và câu số 3, người nói ở đây sẽ phát cái gì? Đương nhiên là phát cái parking passes, trong bài cũng có luôn, đúng không? Là những cái thẻ để đậu xe, đúng chưa? Họ đang nói về cái parking ở phần cuối của bài, chứ không phải là những cái tài liệu đào tạo, cũng không phải là một cái giấy để đăng ký hay là một cái lịch trình hội thảo, được chưa? Đấy, thì mình thấy rằng là họ đang nói về những cái thẻ ra vào này và họ sẽ phát cái thẻ này. Ok nhá. Đấy, không khó nhưng rõ ràng là chúng ta sẽ phải có nhiều từ vựng và mình tập luyện nghe nhiều lên. Thì đây là một cái bước, những cái bước để chúng ta học luyện nghe part 4. Vừa rồi mình đã học xong một bài. Nếu như các em cứ tiếp tục học khoảng độ 300 bài như thế này thì part 4 nó là muỗi đối với chúng ta, đúng không ạ? Chắc chắn là muỗi luôn. Cứ làm như thế này. Đấy, luyện nghe vài lần nữa với cái bài mà chúng ta vừa mới được nghe xong ở đây, chắc chắn part 4 là muỗi với chúng ta luôn. Cô Phương đảm bảo luôn ạ. Đảm bảo luôn. Có nhiều bạn bắt đầu bảo là 300 bài, cô dạy 300 bài đi em học, đúng không? Rồi nhá, cô dạy 300 bài các em có học không? Có học không ạ? Có đúng không? Nhớ nhá, rồi cô dạy 300 bài chúng ta học. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đến với bài số 2. Vẫn tương tự như thế, phần đầu tiên nghe đục lỗ, mời các em. Questions 89 through 91 refer to the following excerpt from a meeting. Okay, the next topic I want to discuss is staffing. First of all, the management team knows how hard you've all been working in the information technology department, and we want to say thank you. The company has grown a lot over the last year. We've doubled our number of contracts. Because of this, we've decided to hire 5 additional employees to help with the workload in our department. We recently posted the openings online, but we're hoping to fill these positions as soon as possible. So if you can recommend anyone who meets the qualifications, please contact me at your earliest convenience.
Okay, cái câu đầu tiên của chúng ta là gì đấy ạ? Okay, the next topic I want to discuss is staffing. Và cái chủ đề tiếp theo mà tôi muốn thảo luận ở đây đó là vấn đề quản lý nhân viên. Trước tiên là một cái đội ngũ quản lý biết là bạn, các bạn đã làm việc vất vả như thế nào trong cái phòng công nghệ thông tin. Và chúng tôi muốn nói là cảm ơn các bạn. Tuyệt vời không? Mình là nhân viên, mình thấy vui đúng không ạ? The company has grown a lot over the last year. Công ty đã phát triển rất là nhiều trong suốt năm vừa qua. Cái từ last này là vừa qua nhé. Trong suốt cái năm vừa qua, we've doubled our number of contracts. Chúng ta đã gấp đôi cái số lượng hợp đồng của chúng ta. Congratulations, chúc mừng đúng không ạ? Because of this, do cái điều này đấy, we've decided to hire 5 additional employees. Vì cái điều này chúng tôi quyết định là sẽ thuê thêm 5 nhân viên nữa để giúp một cái khối lượng công việc. Đấy, chúng ta có từ workload là cái khối lượng ấy, cái tải trọng công việc nó nhiều quá đúng không ạ? Workload in our department để giúp cho cái khối lượng công việc trong phòng ban của chúng ta. We recently posted the openings online, but we're hoping to fill these positions as soon as possible. Chúng tôi gần đây đã đăng những cái openings. Now, openings ở đây tức là những cái gọi là những cái cơ hội mở ra cho công việc đấy, đúng không ạ? Người ta gọi là openings, tức là mình mở ra những cái vị trí trống để những cái người nhân viên có thể xin vào, đúng không ạ? Nhưng chúng tôi cũng đang hy vọng là có thể lấp đầy những cái vị trí này càng sớm càng tốt. Fill these positions, đúng không? Đang hy vọng là có thể lấp đầy những cái vị trí này. Fill these positions. So if you can recommend anyone who meets the qualifications, please contact me at your earliest convenience. Vì thế nếu như bạn có thể giới thiệu ai đó mà đáp ứng được những cái tiêu chí về bằng cấp đấy, qualifications là những tiêu chí bằng cấp nhé, thì xin hãy liên lạc với tôi sớm nhất có thể trong cái sự thuận tiện của bạn, mà càng sớm càng tốt đúng không? At your earliest convenience, nó là một cái thẻ cụm rồi, nó là một cái cụm rồi, càng sớm càng tốt. Bây giờ phía trên thì người ta đã dùng từ as soon as possible, tức là càng sớm càng tốt rồi ấy, thì rất là hiếm khi người ta lại lặp lại một lần nữa as soon as possible ở dưới. Nên người ta thay cái as soon as possible bằng là gì? At your earliest convenience. Nào, bây giờ mình sẽ cùng tập dịch lại, nghe lại và tập dịch lại cái bài này một lần nữa, ghi nhớ các từ vựng mà có thể chúng ta chưa biết trong cái bài nói vừa rồi nhé. Questions 89 through 91 refer to the following excerpt from a meeting. Okay, the next topic I want to discuss is staffing. First of all, the management team knows how hard you've all been working in the information technology department, and we want to say thank you. The company has grown a lot over the last year. We've doubled our number of contracts. Because of this, we've decided to hire 5 additional employees to help with the workload in our department. We recently posted the openings online, but we're hoping to fill these positions as soon as possible. So, if you can recommend anyone who meets the qualifications, please contact me at your earliest convenience. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập với em nhé. Chúng ta có 3 câu hỏi cho cái bài nói vừa rồi. Câu hỏi thứ nhất đó là gì? What does the speaker say about the company? Người nói gì về công ty? Okay, câu thứ hai. According to the speaker, what decision was recently made? Theo người nói đấy, thì có cái quyết định gì mà gần đây đã được thực hiện? Được chưa? Và câu thứ ba. What does the speaker ask the listeners to do? Người nói yêu cầu người nghe làm gì? Thì cái bài này thật ra nó là một cái bài giống như kiểu format cũ, không khác gì so với format cũ cả. Được chưa? Đấy, thì mình sẽ nghe lại một lần nữa và trả lời giúp cô 3 câu hỏi sau đây nhé. Questions 89 through 91 refer to the following excerpt from a meeting. Okay, the next topic I want to discuss is staffing. First of all, the management team knows how hard you've all been working in the information technology department, and we want to say thank you. The company has grown a lot over the last year. We've doubled our number of contracts.
Because of this, we've decided to hire 5 additional employees to help with the workload in our department. We recently posted the openings online, but we're hoping to fill these positions as soon as possible. So if you can recommend anyone who meets the qualifications, please contact me at your earliest convenience. Number 89. What does the speaker say about the company? Number 90. According to the speaker, what decision was recently made? Number 91. What does the speaker ask the listeners to do? Chúng ta làm được bài rất là tốt đúng không nhỉ? Đáp án của chúng ta là gì đấy ạ? Câu số 1, người nói gì về công ty? Ở đây có phải là công ty đã có được thêm những cái hợp đồng mới không ạ? Đáp án B là nó vừa mới tung ra một cái sản phẩm. Đáp án C đó là nó đã bổ nhiệm một cái vị chủ tịch mới. Và đáp án D là nó bắt đầu một cái quỹ từ thiện. Đương nhiên đáp án đúng sẽ là đáp án A. Đúng không nhỉ? Có thêm hợp đồng, có nhiều không? Thêm được nhiều không ạ? Double cơ mà đúng không? Gấp đôi số lượng hợp đồng đúng không ạ? Đây đáp án đúng rồi, đáp án A nhé. Và câu số 2, theo người nói thì cái quyết định gần đây được thực hiện là quyết định gì? Đương nhiên là quyết định thuê thêm nhân sự, đúng không ạ? Chứ không phải là chuyển công ty ra nước ngoài, cũng không phải là cơ cấu lại một cái văn phòng hay là nâng cấp công nghệ, mà thuê thêm nhân sự. Chúng tôi quyết định là thuê thêm mấy người ạ? 5 người, đúng không? Và câu số 3, người nói yêu cầu người nghe ở đây làm gì, đúng không? Chúng tôi đã mở ra những cái opening rồi, nhưng mà chúng tôi muốn fill vào những cái positions này càng sớm càng tốt, vì thế nên là hãy recommend, đúng không? Hãy giới thiệu cho chúng tôi, chứ không phải là tham gia một cái hội thảo, ký một cái hợp đồng hay là nộp một danh sách các câu hỏi, mà là hãy giới thiệu người cho tôi, đúng không nhỉ? Có rất là nhiều bạn làm được cả 3 câu sau khi mình luyện tập theo cái cách vừa rồi. Và có nhiều bạn nói rằng là tại sao cô Phương lại cho làm theo cái cách này mà không phải là theo cái cách ngược lại, đúng không? Tại vì là như thế này, rất đơn giản thôi. Khi chúng ta, nếu như cô cho chúng ta ngay lập tức làm là làm như một cái đề thi thật ha, thì chúng ta sẽ không làm được, bởi vì chúng ta chưa quen với các câu hỏi này, chúng ta chưa học kỹ từ vựng này, chúng ta cũng chưa quen với cái bẫy của các cái bài như thế này này, hay chúng ta không làm được. Chúng ta không làm được, chúng ta lại bảo là part 4 rất là khó, đúng không? Vậy cô đang đưa chúng ta đi một cách rất là từ dễ đến khó, là chúng ta bây giờ chúng ta cảm thấy là mình làm được, nghe được, cái gì mình cũng nghe được và mình làm được, đúng không ạ? Đấy, tài năng của giáo viên đó là làm sao mà để học sinh làm được. Đúng chưa? Nào, bây giờ đi thi có thi được không? Thi được nếu như chúng ta gặp phải những cái bài mà nó kiểu tương tự như cái những cái bài như thế này, với những cái từ vựng mình đã học như thế này, là đi thi chắc bẩm kiểu gì cũng sẽ làm được. Cứ yên tâm, cứ làm thử mà xem, đúng không? Và vì thế nên ấy, sau khi cô chữa chúng ta một vài bài như thế này thì mình cũng sẽ thi thử luôn, đúng không ạ? Là lúc đấy là chúng ta sẽ chỉ có tự nghe và tự làm bài theo cái dạng câu hỏi như này luôn, chứ mình không có được nghe gọi là đục lỗ hay là nghe dịch vân vân này khác nữa, đúng không? Mình làm một số những cái như thế này để mình học từ vựng, rồi mình học cái cách trả lời câu hỏi, mình học cách tránh bẫy, mình học, mình quen với cái dạng thức của bài. Xong sau đó chúng ta sẽ luyện tập trên một cái đề thi thật. Ok không ạ? Ok nhá. Và với mỗi cái chủ đề như này mình cứ học hết đi, học kỹ hết cơ từ vựng đi. Kiểu gì thi chả thi được, đúng không? Chỉ mất thời gian ôn thôi ạ, nhưng mà chắc chắn là sẽ thi được. Ok nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đến với một bài nữa trước khi mình đến phần practice. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ tiếp tục nghe và điền vào những cái chỗ trống sau đây giúp cô nhá. Questions 95 through 97 refer to the following excerpt from a meeting and chart. Before we talk about our sales results from this year, let me say how pleased I am with the success that Susie's online clothing boutique has been having. When I started the business last year, I was not sure how well it would do, but the results show that we've exceeded our goal. Of course, there's always room for improvement. We know our biggest rival is Fashion Plus. This chart compares features of the two companies. If we want to be competitive, we'll have to offer all the same services. So let's talk about what we can add to our services so that we can keep up with Fashion Plus. Chúng ta cùng chữa bài các em nhé. Before we talk about our sales results
from this year. Let me say how pleased I am with the success that Suzy's online clothing boutique has been having. Trước khi chúng ta nói về kết quả kinh doanh của năm nay, thì hãy cho tôi được phép nói rằng tôi vô cùng hài lòng với cái thành công mà công ty chúng ta, đó là Suzy's online clothing boutique, đã có được. When I started the business last year, khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh này vào năm ngoái, I was not sure how well we would do. But the results show that we have exceeded our goal. Vào năm ngoái, tôi không chắc được là chúng ta sẽ làm tốt như thế nào. Nhưng mà kết quả cho thấy rằng chúng ta đã vượt quá được những cái chỉ tiêu của chúng ta. Of course, there's always room for improvement. Tất nhiên là sẽ luôn luôn còn có những cái khoảng trống để chúng ta cần cải thiện thêm. Nào, đây cũng là một cái thành ngữ này, room for improvement. Mà ở đây cái từ room này ấy, thì chúng ta đừng có dịch là phòng. Room này tức là một cái khoảng trống. Được chưa? Khoảng trống để ô tô vào trong một bãi đậu xe chẳng hạn, thì người ta cũng dùng từ khoảng trống này. Và khoảng trống cho cái sự cải thiện, tức là mình vẫn còn có chỗ để cải thiện thêm nữa, chứ không phải là vượt quá mục tiêu rồi là ok rồi, đúng không ạ? We know our biggest rival is Fashion Plus. Chúng ta biết rằng cái đối thủ lớn nhất của chúng ta đó là Fashion Plus. This chart compares features of the two companies. Now, cái bài này sẽ đi kèm thêm một cái biểu đồ, được chưa? Hoặc một cái bảng biểu thì đúng hơn. Và cái bảng biểu này ấy, nó so sánh những cái đặc tính của hai công ty. If we want to be competitive, nếu chúng ta muốn cạnh tranh, competitive, thì chúng ta, we will have to offer all the same services. Thì chúng ta cũng sẽ phải cung cấp tất cả các dịch vụ giống như họ. Okay, nhá. So let's talk about what we can add to our services so that we can keep up with Fashion Plus. Vậy thì chúng ta hãy cùng nói về những cái gì, thứ mà chúng ta có thể thêm vào cái dịch vụ của chúng ta đấy, để mà chúng ta có thể đuổi kịp, bắt kịp với Fashion Plus. Ok không ạ? Nào, bây giờ mình sẽ cùng nghe lại một lần nữa và dịch lại bài này nhé. Questions 95 through 97 refer to the following excerpt from a meeting and chart. Before we talk about our sales results from this year, let me say how pleased I am with the success that Suzy's online clothing boutique has been having. When I started the business last year, I was not sure how well it would do, but the results show that we've exceeded our goal. Of course, there's always room for improvement. We know our biggest rival is Fashion Plus. This chart compares features of the two companies. If we want to be competitive, we'll have to offer all the same services. So let's talk about what we can add to our services so that we can keep up with Fashion Plus. Ok, bây giờ mình sẽ cùng thử nghe trả lời câu hỏi cho bài nói vừa rồi. Và đây chính là cái biểu đồ của chúng ta. Biểu đồ này so sánh giữa Suzy's Boutique và Fashion Plus ở các tiêu chí ở đây. Thứ nhất là giá thấp, low prices. Thứ hai, đó là giao hàng miễn phí, free shipping. Đúng không ạ? Cái thứ ba, variety of styles, tức là có nhiều cái phong cách mẫu mã đa dạng. Và cái thứ tư, đó là convenient website, tức là website rất là thân thiện. Được chưa? Và đây có cái sự so sánh giữa hai cái công ty này. Và đây chúng ta có ba câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, đó là cái chủ đề chính của cái cuộc họp này là gì? Và câu số 2, người nói này có khả năng nhất là ai? Ngay sau một bài, chúng ta cần phải nắm được cái người này có khả năng nhất là ai. Đúng không ạ? Và câu số 3, nhìn vào cái biểu đồ, người nói có khả năng nhất là sẽ thảo luận cái gì tiếp theo. Đúng không nhỉ? Đấy, thì thật ra những bạn nào mà vừa mới nhớ kỹ cái script của bài vừa rồi có thể trả lời được ngay. Nhưng bây giờ chúng ta hãy nghe lại một lần nữa, vừa nghe vừa nhìn vào cái biểu đồ này, và đồng thời cũng trả lời luôn cùng lúc đó các câu hỏi từ 1 đến 3 nhé. Questions 95 through 97 refer to the following excerpt from a meeting and chart. Before we talk about our sales results from this year, let me say how pleased I am with the success that Suzy's online clothing boutique has been having. When I started the business last year, I was not sure how well it would do, but the results show that we've exceeded our goal. Of course, there's always room for improvement. We know our biggest rival is Fashion Plus.
This chart compares features of the two companies. If we want to be competitive, we'll have to offer all the same services. So let's talk about what we can add to our services so that we can keep up with Fashion Plus. Number 95. What is the main topic of the meeting? Number 96. Who most likely is the speaker? Number 97. Look at the graphic. What will the speaker most likely discuss next? Chúng ta cùng chữa bài nhé. Ở câu đầu tiên, mục đích chính của cái buổi họp này đương nhiên chính là để nói về cái sales results, đúng không nhỉ? Nào, ở phần part 4 của bài 2X ấy, thì các cái đáp án của chúng ta ấy sẽ có nhiều đáp án là có sẵn ở trong bài. Ví dụ như lúc nãy mình có cái từ đó là từ writers, là nhà văn chẳng hạn, đúng không? Cái người nghe ở đây là một cái seminar cho các nhà văn chẳng hạn, là nó có ở trong bài, đúng không? Hoặc là cái từ recommendations có ở trong bài, hoặc là sales results có hệt ở trong bài luôn. Tức là nó có y hệt ở trong bài, đúng không ạ? Ok nhá, tất nhiên không phải lúc nào cũng có y hệt, nhưng một lượng không hề nhỏ là những cái từ ấy có ở trong bài. Vì thế chúng ta chỉ cần bắt kịp cái từ đó là ok. Và câu số 2, nào người nói ở đây có khả năng nhất là ai? Có khả năng nhất là ai? Thì cái người này là người start cái business, đúng không? Cái người bắt đầu cái việc kinh doanh nên sẽ là cái người business owner, là người chủ của cái ngành kinh doanh này, đúng không ạ? Ở đây mình có những cái từ khác nữa, ví dụ như ở đây đó là bản tin trên báo này, sát nhập công ty, merger là sát nhập nhé. Xu hướng thời trang quần áo, không phải nhá. Ở đây shipping supervisor là người giám sát về giao hàng, marketing consultant là người tư vấn marketing, và fashion reporter là một cái biên tập viên về thời trang, thời trang thì không phải nhá. Và câu thứ ba, nhìn vào bảng biểu ạ, người nói có khả năng nhất là sẽ thảo luận cái gì tiếp theo. Thế trong bài đang nói về cái gì ạ? Ở đây cái bảng này là nhằm một cái mục đích, đó là so sánh giữa hai cái này. Và trong bài mình nói rằng là chúng ta sẽ phải có cái same services, tức là có cùng services với cái đối thủ lớn nhất của chúng ta, đó là Fashion Plus, đúng không nhỉ? Thì cái này mình thấy rằng là cái free shipping này này là cái mà thằng Fashion Plus có mà Suzy Boutique lại chưa có, đúng không? Cái này là mình có, nó không có thì thôi, đúng không? Là mình hơn đối thủ thì tốt quá. Nhưng cái này nó có mà mình lại không có. Vậy thì ở đây họ sẽ thảo luận thêm về cái shipping này, đúng không? Not charging for shipping. Nào, không tính phí cho cái việc giao hàng, tức là chính là free shipping. Ok nhá. Và đáp án A, giảm giá sản phẩm, không phải nhá. Đáp án C, đó là cung cấp các cái mẫu mã khác, cũng không phải. Và thay đổi website thì đương nhiên là cũng không phải. Đồng ý không ạ? Ok. Nào, bây giờ mình sẽ cùng đến với một bài tập luyện nghe nữa nhé. Ở bài tập luyện nghe này, trước tiên chúng ta cũng sẽ nghe và điền vào chỗ trống cho những câu sau đây. Questions 89 through 91 refer to the following talk. I'd like to take a minute to discuss the company guidelines for travel. I understand that many of you are planning to attend next month's conference in Scotland and need to book airline tickets soon. Before you make a reservation, please send the flight information to Vadim, our business manager. He will review it and notify you if the price of the flight is approved. After that, you may book your tickets. Remember that you will have to pay for your own meals while you're there, but you'll receive a reimbursement within 2 to 3 weeks of your return. Okay, từ đầu tiên, I like to take a minute to discuss the company guidelines for travel. Tôi muốn lấy ra một phút đấy để thảo luận về những cái đường lối của công ty cho cái việc là đi công tác, đi du lịch, đi công tác. I understand that many of you are planning to attend next month's conference in Scotland and need to book airline tickets soon. Tôi hiểu rằng là rất nhiều người, số các bạn đang lên kế hoạch là sẽ tham dự cái hội thảo vào tháng sau ở Scotland và sẽ cần phải đặt vé máy bay sớm, đúng không ạ? Before you make a reservation, trước khi mà đặt chỗ, please send the flight information to Vadim, our business manager. Xin hãy gửi cái thông tin chuyến bay cho Vadim, là người giám đốc kinh doanh. He will review it and notify you if the price of the flight is approved. Thì ông ấy sẽ xem xét nó và sẽ thông báo cho bạn liệu là cái giá của chuyến bay này có được chấp thuận hay không. After that,
You may book your tickets và sau đó thì bạn có thể đặt vé. Remember that you will have to pay for your own meals while you are there. Nhớ rằng là bạn sẽ phải trả tiền cho cái bữa ăn của chính bạn khi ở đó. But you will receive a reimbursement within 2 to 3 weeks of your return. Nhưng mà bạn sẽ nhận được một cái bồi hoàn. Reimbursement, đúng nhỉ? Công ty sẽ trả tiền cho đấy. Trong vòng này, từ 2 cho đến 3 tuần khi mà bạn trở về. Ok nhá. Nào bây giờ mình sẽ cùng tập nghe và dịch lại một lần nữa cái bài nghe này nhé. Questions 89 through 91 refer to the following talk. I'd like to take a minute to discuss the company guidelines for travel. I understand that many of you are planning to attend next month's conference in Scotland and need to book airline tickets soon. Before you make a reservation, please send the flight information to Vadim, our business manager. He will review it and notify you if the price of the flight is approved. After that, you may book your tickets. Remember that you will have to pay for your own meals while you're there, but you'll receive a reimbursement within 2 to 3 weeks of your return. Ok, và bây giờ mình sẽ cùng nghe và trả lời câu hỏi nhé. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó là người nói này chủ yếu là đang thảo luận về cái gì? Ok, câu số 2 là tại sao người nghe được yêu cầu là phải liên lạc với Vadim? Và câu thứ 3 đó là theo người nói thì công ty sẽ làm gì ở trong cái thời gian sau này? Sau này công ty sẽ làm gì? Chúng ta nghe và trả lời giúp cô 3 câu hỏi này nhé. Questions 89 through 91 refer to the following talk. I'd like to take a minute to discuss the company guidelines for travel. I understand that many of you are planning to attend next month's conference in Scotland and need to book airline tickets soon. Before you make a reservation, please send the flight information to Vadim, our business manager. He will review it and notify you if the price of the flight is approved. After that, you may book your tickets. Remember that you will have to pay for your own meals while you're there, but you'll receive a reimbursement within 2 to 3 weeks of your return. Number 89. What is the speaker mainly discussing? Number 90. Why are the listeners told to contact Vadim? Number 91. According to the speaker, what will the company do at a later time? Ok, và bây giờ sẽ là đáp án các em nhé. Ở câu đầu tiên, người nói đây chủ yếu đang thảo luận về cái gì? Đáp án A là nâng cấp về phần mềm. Có phải nâng cấp phần mềm không ạ? Không, đúng không ạ? Có phải đang nói về cái chính sách về đi lại của công ty, có phải không? Phải, đúng không ạ? Đây là cái kế hoạch rời địa điểm. Không phải đúng không ạ? Và đào tạo nhân viên mới cũng không phải nhé. Rồi câu số 2, những người nghe được yêu cầu liên lạc với Vadim để làm gì? Để đặt danh thiếp, không phải nhé. Để cung cấp feedback về một cái hội thảo, không phải nhé. Để nhận được cái việc duyệt cho một cái khoản mua gì đó, thì cái này đúng này, duyệt, đúng không ạ? Receive approval. Approval là danh từ của approve. Và Vadim là để chấp nhận lời mời cho hội thảo thì cũng không phải. Ở đây là Vadim nữa là sẽ duyệt xem là cái giá của chuyến bay ấy là có ok hay không, đúng không ạ? Và câu số 3, theo người nói ấy, thì công ty sẽ làm gì ở một thời điểm sau đó? Thì sau này thì sẽ là bồi hoàn các cái chi phí, đúng không nhỉ? À, bạn cứ trả tiền cho các cái bữa ăn đi, rồi sau đó thì công ty sẽ bồi hoàn, reimburse trong vòng từ 2 cho đến 3 tuần, đúng không ạ? Đáp án A, cung cấp những cái sách hướng dẫn, gửi hợp đồng hay là gửi các cái thiết bị. Ok chưa? Ok nhá. Đấy, càng làm mẹ càng cảm thấy thích thú đúng không nhỉ? Có ý thích không ạ? Thích, đúng không? Nhất là học với cô Phương nữa là cảm thấy rất là thích đúng không? Ước gì cô làm 300 bài là em theo cô Phương đến cùng đúng không? Mới theo đến cùng đúng không ạ? Ok nhá. Nào, chúng ta đã nghe khá nhiều bài rồi. Với cái việc nghe các bài như thế này, chúng ta nên nghe lại thêm một vài lần nữa trong những cái ngày tới đây
Đó, đấy là cách luyện nghe. Bởi vì mình học xong là mình sẽ quên. Nhưng nếu như mình học lại cùng một cái bài đó ấy, thì đây là một cách thức để giúp chúng ta nhớ hơn. Vì sao? Bởi vì khi não bộ phải học lại một cái gì đó mà mình đã học rồi, thì não sẽ bắt đầu hiểu rằng là à, mày muốn tao nhớ cái này đúng không? Tại sao mày đi học lại cái này làm gì? Đúng không? Thì từ đấy chúng ta kích thích với não bộ chúng ta rằng là học đi, vì cái này là một thứ cần phải biết và cái này học rồi. Bây giờ ta kiểm tra lại xem mày còn nhớ hay không. Đúng không? Đấy, chúng ta hãy rèn luyện với não của chúng ta như vậy nhá. Những bài này cô nhắc lại, cô đã hướng dẫn chúng ta rồi. Chúng ta đã nghe vài lần tiết học ngày hôm nay, nhưng mấy hôm nữa chúng ta sẽ phải nghe lại. Đồng ý không ạ? Ok nhá. Nào bây giờ mình sẽ cùng đến với phần luyện tập. Ở phần luyện tập này thì các em sẽ thử sức với những cái bài nghe tương tự trong phần thi TOEIC Part 4 liên quan đến những cái chủ đề tương tự ở đây. Đây sẽ là cái phần mà chúng ta sẽ bây giờ là thử sức nhá. Cô sẽ không có gợi ý gì hết trước cả, mà chúng ta sẽ phải tự mình làm. Sau đó thì cô mới chữa. Và ở đây chúng ta có hai bài. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với bài đầu tiên trước. Chúng ta sẽ nghe thử cái bài này. Ok nhá. Rồi, cô sẽ hỗ trợ chúng ta một chút thôi. Ở đây chúng ta có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đó là người nói ám chỉ cái gì? Lại là cái câu này. Một kiểu câu rất là khoai của TOEIC Part 4, nhưng không khó nếu như mình loại trừ được, đúng không ạ? Người nói ám chỉ điều gì khi nói rằng, ai mà biết được nó sẽ xảy ra khi nào, đúng không ạ? Câu thứ hai, chủ đề của cái cuộc họp này là gì? Đây nhá, cái câu này mà không nghe được thì tự trách mình đi, đúng không ạ? Bây giờ mình nghe một bài xong mà mình cũng không biết được là người ta đang nói về cái gì, thì thực sự là cái tiếng Anh của mình rất là tồi ha, từ vựng của mình rất là kém và mình phải học nhiều từ vựng lên. Bởi vì có thể là có nhiều thứ mình miss, nhưng bây giờ nghe cả bài mà lại không biết là người ta đang nói về cái gì thì hỏng ha. Câu số 3, đó là người nói rằng là gì đây? Sẽ để dành thời gian để làm gì? Ok nhá, dành thời gian để làm gì? Nghe giúp cô 3 câu hỏi này và lựa chọn đáp án ạ. Questions 92 through 94 refer to the following excerpt from a meeting. Thanks for coming to this department head meeting. Today our focus is budgeting. Our new video game is coming along, but once again the release date's been pushed back. This means a lot of our resources will be tied up until this project is completed, but who knows when that will be. For now, we need to cut costs in other places. So I'd like each of you to identify areas in your department where you can make budget cuts. I'm ready to set aside time to work with you individually to review your departmental budgets. Let me know when you have time to do this. Number 92. What does the speaker imply when she says, "Who knows when that will be?" Number 93. What is the topic of the meeting? Number 94. What does the speaker say she will set aside time to do? Ok, vừa rồi chúng ta đã làm bài nghe vừa rồi đúng không? Lưu lại kết quả đấy nhá. Bây giờ mình sẽ cùng lại nghe đục lỗ cái bài vừa rồi để xem là chúng ta có bị miss một cái từ vựng nào trong script vừa rồi không nhá. Questions 92 through 94 refer to the following excerpt from a meeting. Thanks for coming to this department head meeting. Today our focus is budgeting. Our new video game is coming along, but once again the release date's been pushed back. This means a lot of our resources will be tied up until this project is completed, but who knows when that will be. For now, we need to cut costs in other places. So I'd like each of you to identify areas in your department where you can make budget cuts. I'm ready to set aside time to work with you individually to review your departmental budgets. Let me know when you have time to do this. Ok, bây giờ sẽ là đáp án ạ. Câu đầu tiên, thanks for coming to this department head meeting. Cảm ơn vì đã đến cái buổi họp gọi là trưởng phòng ngày hôm nay. Today, our focus is budgeting. Ngày hôm nay thì cái sự tập trung của chúng ta ấy là mình sẽ liên quan đến cái vấn đề ngân sách. Our new video game is coming along, but once again, the release date being pushed back.
đó là cái chương trình video game mới của chúng ta thì đang sắp phát hành. Thế nhưng một lần nữa thì cái ngày phát hành thì đang bị kéo lùi lại, đúng không ạ? This means a lot of our resources will be tied up until this project is completed. But who knows when that will be? Và điều này có nghĩa rằng là rất nhiều trong số những cái nguồn lực của chúng ta sẽ bị bó buộc lại cho đến khi cái dự án này được hoàn tất. Nhưng mà ai biết được là khi nào mới hoàn tất được chứ? Okay. For now, we need to cut costs in other places. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải cắt giảm chi phí ở những cái nơi khác. So I'd like each of you to identify areas in your department where you can make budget cuts. À, tôi muốn là mỗi bạn hãy, mỗi người trong số các bạn hãy xác định xem những cái khu vực nào ở trong phòng của các bạn, nơi mà các bạn có thể cắt giảm về ngân sách. I'm ready to set aside time to work with you individually to review your departmental budgets. Tôi sẵn sàng là sẽ dành thời gian để làm việc với từng người trong số các bạn một cách cá nhân nhé, individually, một cách cá nhân nhé, để xem xét lại về cái ngân sách của phòng của các bạn. Let me know when you have time to do this. Hãy cho tôi biết khi nào bạn có thời gian để làm cái này. Rồi ok, trước khi chúng ta đến với phần đáp án một lần nữa thì chúng ta có thể một lần nữa là tập dịch lại cái bài nghe này. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng quay lại và sẽ đáp án chính xác nhé. Questions 92 through 94 refer to the following excerpt from a meeting. Thanks for coming to this department head meeting. Today our focus is budgeting. Our new video game is coming along, but once again the release date's been pushed back. This means a lot of our resources will be tied up until this project is completed, but who knows when that will be? For now, we need to cut costs in other places. So I'd like each of you to identify areas in your department where you can make budget cuts. I'm ready to set aside time to work with you individually to review your departmental budgets. Let me know when you have time to do this. Ok, và bây giờ sẽ là đáp án của chúng ta này. Câu hỏi số 1, đó là người nói ở đây ám chỉ điều gì khi nói rằng là ai mà biết được đó là nó sẽ là khi nào? Thì đáp án A là không biết, cô ấy không hiểu một cái yêu cầu. Hay đáp án B là cô ấy cần nhân viên để làm việc nhanh hơn. Hay đáp án C là cô ấy không chắc là khi nào dự án sẽ hoàn tất. Và đáp án D là cô ấy muốn nghe nhiều hơn từ khán giả. Thì đáp án đúng ở đây đương nhiên là đáp án C. Đúng không? Khi mà mình hiểu bài rồi mình thấy rõ ràng ở đây là không ai biết được là khi nào dự án hoàn tất và cái ngân sách của chúng ta là bị động, kiểu động vốn ấy, mình bị động vốn vào cái ngân sách này, bao giờ nó phải tung ra mình mới có tiền đúng không? Nào, câu số 2, chủ đề của cái buổi họp này đương nhiên sẽ là cắt giảm ngân sách, thì sẽ là reducing expenses, đúng không? Budgeting, nó sẽ bằng với từ budgeting, chứ không phải là thuê thêm tư vấn hay là marketing sản phẩm hay là tiến hành một cái show diễn thương mại. Và câu số 3, đó là người nói rằng là sẽ dành thời gian để làm gì? Thì rõ ràng là sẽ, gì đây ạ? Có phải là thảo luận hợp đồng không ạ? Không đúng không? Có phải là gọi cho khách hàng tiềm năng không ạ? Không đúng không ạ? Có phải là phân tích dữ liệu không ạ? Không, không phải là phân tích dữ liệu từ một cái khảo sát nhé, mà sẽ là gặp với từng nhân viên một cách cá nhân. Đúng không? Và cái từ meet hay là cái từ individually này cũng có ở trong bài luôn. Và vì thế nên chúng ta thấy rằng là part 4 sẽ có những cái từ, những cái câu có ở trong bài. Vì thế mình chỉ cần nghe kỹ là được. Đúng không ạ? Ok nhá. Đấy. Biết chắc chắn là part 4 rất là khó rồi. Đúng không? Những bạn nào mà không nghe được nhiều trong tiết học ngày hôm nay thì chẳng qua là chúng ta chưa được luyện nghe nhiều, từ vựng cũng chưa có nhiều mà thôi. Và hơn nữa, đây là phần khó nhất trong phần thi TOEIC New Format. Vì thế nên là chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa để học, chứ không phải là chỉ học một hai bài mà chúng ta có thể làm được ngay. Và bây giờ sẽ là bài cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Hãy cùng thử sức với một bài nữa trong bài thi thật nhé. Questions 98 through 100 refer to the following instructions and flowchart. First, some great news to start the meeting. Thanks to this team's excellent product designs, our line of Ruby Star appliances outsold all competing appliances on the market last quarter. Well done. Now, I want to discuss our revised product development process.
As you can see from this flowchart, we've added a step between create a design and build a model. This new step means you'll need approval from the executive board before creating your prototype. Lately, there's been some concern about the amount of time being spent on prototypes that never actually become products. This new process will help our team become more productive and use time more efficiently. Number 98. What does the speaker say about the company's Ruby Star appliances? Number 99. Look at the graphic. According to the speaker, which step was recently added? Number 100. What concern does the speaker mention? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để nghe và đục lỗ nhé. Nghe trả lời những cái câu hỏi đục lỗ sau đây để xem là cái bài nghe của chúng ta như thế nào. Questions 98 through 100 refer to the following instructions and flowchart. First, some great news to start the meeting. Thanks to this team's excellent product designs, our line of Ruby Star appliances outsold all competing appliances on the market last quarter. Well done. Now, I want to discuss our revised product development process. As you can see from this flowchart, we've added a step between create a design and build a model. This new step means you'll need approval from the executive board before creating your prototype. Lately, there's been some concern about the amount of time being spent on prototypes that never actually become products. This new process will help our team become more productive and use time more efficiently. Chúng ta cùng chữa bài nhé. First, some great news to start the meeting. Thanks to this team's excellent product designs, our line of Ruby Star appliances outsold or competing appliances on the market last quarter. Đầu tiên, đó là một vài cái tin tức tuyệt vời để bắt đầu cái buổi họp ngày hôm nay. Đó là do có cái thiết kế sản phẩm rất là xuất sắc của team, thì cái dòng sản phẩm này, Ruby Star Appliance của chúng ta đã bán vượt trội hơn. Outsold là bán vượt trội hơn nhé. Tất cả những cái đồ của những cái hãng cạnh tranh trên thị trường vào quý trước. Well done. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Now I want to discuss our revised product development process. Rất là tuyệt vời. Và bây giờ tôi muốn thảo luận cái quy trình phát triển sản phẩm mà được chỉnh sửa của chúng tôi, của chúng ta. Nào, ở đây mình có một cụm khá là dài. Từ our cho đến hết process. Our revised product development process. Thì có nghĩa là gì? Nghĩa là gì đây ạ? À, thảo luận cái quá trình này, cái quy trình này, phát triển sản phẩm đã được điều chỉnh. Chúng ta sẽ luôn luôn dịch ngược cho một cụm danh từ, mình sẽ dịch từ cái từ process trước, quy trình này, xong rồi đến development, phát triển này, sản phẩm mà được điều chỉnh. Được chưa? Dịch ngược lại nhé. As you can see from this flow chart, bài này có một cái flow chart, đúng không ạ? Như bạn có thể nhìn thấy từ cái biểu đồ, gọi là biểu đồ flow đúng không nhỉ? Theo các bước đấy, thì chúng tôi đã thêm một cái bước giữa create a design and build a model. Tức là thêm một cái bước là giữa cái create a design và build a model. Thì cái bước mới này, the new step means if we need approval from the executive board before creating your prototype. Tức là cái bước này có nghĩa là mình sẽ phải cần được duyệt từ cái ban quản trị trước khi mình phải tạo nên một cái mẫu thử. Lately, there have been some concern about the amount of time being spent on prototypes that never actually become products. Nào, gần đây thì đã có một vài cái mối quan ngại về cái số lượng thời gian dành đối với những cái mẫu thử này, những cái mẫu thử mà không bao giờ trở thành sản phẩm thực sự. This new process will help our team become more productive and use time more effectively. Cái quy trình mới này sẽ giúp cho team của chúng ta sẽ trở nên hiệu suất hơn và sử dụng thời gian một cách hiệu quả hơn. Ok nhé. Nào bây giờ các em sẽ cùng nghe lại một lần nữa và dịch lại bài này nhé. Questions 98 through 100 refer to the following instructions and flowchart. First, some great news to start the meeting. Thanks to this team's excellent product designs, our line of Ruby Star appliances outsold all competing appliances on the market last quarter. Well done.
Now, I want to discuss our revised product development process. As you can see from this flowchart, we've added a step between create a design and build a model. This new step means you'll need approval from the executive board before creating your prototype. Lately, there's been some concern about the amount of time being spent on prototypes that never actually become products. This new process will help our team become more productive and use time more efficiently. Bây giờ mình sẽ cùng đến với đáp án của cái bài nghe của chúng ta. Người nói gì về cái sản phẩm RubyStar của công ty? Đó là bán tốt vào tháng trước, giành được giải thưởng thiết kế, hay là có chi phí thấp hơn so với những sản phẩm cạnh tranh, hay là đã được review, đã được đánh giá tốt ở trên tạp chí. Thế đây đó là bán tốt đúng không? Outsold. Ở trong bài cũng có cái từ này, sold. Outsold nghĩa là sold well. Và câu số 2, nhìn vào cái graphic của chúng ta, đây chính là cái graphic của mình đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là ở giữa cái create a design và build a model có thêm một cái là submit a proposal. Đúng không nhỉ? Thì chứng tỏ ở đây tức là theo tác giả, theo người nói đấy, thì cái bước nào mới được thêm? Thì rõ ràng là cái bước này, nộp ra một cái đề xuất để xin cái approval từ cái người, từ cái executive board. Đúng không nhỉ? Và câu số 3, đó là người nói đề cập đến cái mối quan tâm là gì? Thứ nhất là những nguyên liệu sản xuất là bây giờ đang khan hiếm. Đáp án B, đó là khách hàng đang mua nhiều những cái sản phẩm online hơn. Đáp án C là thời gian của nhân viên thì đã được sử dụng một cách không hiệu quả. Và đáp án D, đó là cái hạn chót ấy để việc sản xuất đã được thay đổi. Thì ở đây đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C, đó là cái thời gian được sử dụng kém hiệu quả, đúng không ạ? Cái thời gian của nhân viên ở đây, cái thời gian mình sử dụng ở đây, mình có thể thấy là họ đang nói về cái amount of time, đúng không? Đây, cái thời gian đây, đấy, sử dụng đấy, dành vào cái việc gì đây ạ? Vào cái việc những cái mẫu thử này là nó lãng phí, đúng không? Bởi vì là nó vào những cái mẫu thử mà nó không bao giờ thực sự trở thành sản phẩm. Còn cái quy trình mới này sẽ giúp chúng ta trở nên productive hơn và sử dụng thời gian một cách hiệu quả hơn. Và use time more efficiently thì tức là cái câu hỏi của chúng ta ở đây là cái thời gian nó chưa được sử dụng một cách hiệu quả, inefficiently. Được chưa? Ok nhá. Vậy trong tiết học ngày hôm nay thì cô Phương đã cùng với chúng ta khai thác những cái từ vựng cũng như là các cái mẹo để chúng ta có thể làm thật là tốt phần TOEIC Part 4 Short Talk trong bài thi TOEIC New Format. Và cô hoàn toàn tin tưởng rằng nếu như các em học theo cô Phương, theo các cái cách mà cô đưa ra trong tiết học ngày hôm nay ấy, thì chắc chắn 100% chúng ta sẽ đạt được điểm số tối đa ở phần thi nghe. Điểm số tối đa luôn nhé. Điểm số tối đa luôn ở phần thi nghe. Tất nhiên chúng ta sẽ phải học rất rất nhiều nữa, nhưng đây là cách tốt nhất để luyện nghe ở thời điểm hiện tại cho chúng ta đối với tất cả các phần nghe của TOEIC. Và hãy tin cô đi, bởi vì cô được 990 TOEIC mà, đúng không? Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái tiết học khác nữa của phần TOEIC Part 3 và Part 4. Cô hy vọng là các em thích những cái tiết học như thế này và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong nhiều tiết học khác nữa. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo. Để đăng ký khóa học của cô Mai Phương, các em hãy truy cập vào website ngoaihngu24h.vn và đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều bài giảng của cô Mai Phương nhé.